có cần phải phân biệt giữa main dancer và backup dancer nó rõ ràng quá như thế không? Chúng ta sẽ cùng đến với cấp bậc trung cấp nha. Đến giờ phút này thì thời lượng lên hình của bọn em là không có. Mình thấy bọn mình xuất hiện cũng lúc hiện, lúc ẩn ấy. Đây cũng không phải lần đầu mà bọn mình nói về câu chuyện này. Nó vẫn đang nhiều phòng tập thôi, bọn mình vẫn đứng ở đằng sau. 5, 6, 7, đi. 1 and 2, 3 and 4, 5. Thứ tự là đội này trước này, xong đến hai đội này này, xong rồi đến team mình là hai team kia là 3. And 4, 5, and 6, and 7, and 8. Chị cứ Linh cao hơn à? Đâu có Linh, đâu có Linh vào đây này. Hai chị em mình là đấy. Từ từ, chị Mèo ở chị. Mạnh ở trong này ha. Cao lên ha. Trèo lên. Em lên, lên đỉnh chóp đi. Bọn mình như kiểu là nhảy backup cho ca sĩ ấy, chứ không phải là những vũ công nhảy với nhau nữa. Mọi người đều là đứng bên cạnh hoặc là xung quanh Hàn X Girl. Và đoạn solo duy nhất thì cũng là dành cho hai bạn đó thôi. Có cần phải phân biệt giữa main dancer và backup dancer nó rõ ràng quá như thế không? Và còn cái lời hứa của Ki là trên sân khấu là vũ đạo của bên SoFi được chọn hay là Hàn X Girl là main dancer thì cái MV nó cũng sẽ có sự tỏa sáng của tất cả các dancer có mặt trong MV. Bọn em sẽ xin rất chắc chắn một điều là như thế. Các chị ấy đã nói như vậy thì nó hơi giống với việc là nói nhưng mà không giữ lời. Nói nhưng mà không làm được. Thế tốt nhất lần sau đừng có nói. Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy cùng đến với video nhảy của cấp bậc trung cấp. Rung đi, rung đi.